Tính từ. Ở lớp 3, thực ra các con đã được tìm hiểu. Các con gọi đó là từ chỉ đặc điểm hoặc tính chất. Bây giờ, ở lớp 4, chúng ta sẽ gọi những từ chỉ đặc điểm và tính chất đó thành một tên, đó là tính từ. Tính từ này sẽ nêu được đặc điểm hoặc tính chất của sự vật, cũng có khi là của hoạt động hoặc của trạng thái. Nào, cùng tìm hiểu ví dụ nhé. Nó có thể nêu đặc điểm của sự vật, ví dụ như núi cao, biển rộng, sông dài. Trong cụm từ này, con sẽ thấy để miêu tả đặc điểm cho núi, ta có tính từ cao. Miêu tả đặc điểm của biển, ta có tính từ rộng. Miêu tả đặc điểm của sông, ta có tính từ dài. Và nó hoặc miêu tả đặc điểm của cơn mưa, ta có mưa to để tạo thành một cụm tính từ. Hay từ lớn danh à hay tính từ lớn để nói rõ đặc điểm của gió và tạo thành cụm tính từ. Cụm từ ví dụ tiếp theo, tiếng đàn du dương, ta có tính từ du dương. Ta có tính từ du dương để nêu rõ hơn đặc điểm của tiếng đàn. Như vậy, khi kết hợp giữa danh từ với từ chỉ đặc điểm của tính từ, ta sẽ tạo nên một cụm tính từ. Ví dụ nữa này, hoa bưởi trắng muốt, thơm ngát. Ta có hai từ để miêu tả đặc điểm cho hoa bưởi, đó là trắng muốt và thơm ngát.